nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 và làm việc tại New York, Mỹ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn như Apple, Meta, Supermicro. Ngày 24 tháng 9, hội nghị đối thoại hữu nghị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị, ngoài lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao còn có hơn 35 đoàn lãnh đạo đến từ các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh vàng thế giới đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên hôm qua. Lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế đều có chung lo ngại cuộc tấn công của Israel vào Lebanon làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Thậm chí, Pháp đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình Lebanon. CEO Pavel Durov cho biết Telegram sẽ cung cấp IP và số điện thoại của những người dùng vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Apple, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc Apple và các đối tác tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thể hiện vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam, cả từ góc độ củng cố chuỗi cung ứng hàng hóa lẫn phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Apple. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị Apple và các đối tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, nghiên cứu khả năng cung cấp các suất học bổng tài năng cho các sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập trình, điện tử, bán dẫn, AI. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi với các cơ quan đối tác phía Việt Nam để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI. Về phần mình, Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Meta, ông Nick Clegg chia sẻ kế hoạch gia tăng sản xuất tại Việt Nam đối với các sản phẩm kính thực tế ảo Metaverse là mũi nhọn mới nhất của tập đoàn. Trao đổi với ông Walid Leon, nhà sáng lập và là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh Supermicro, Tổng bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh đề xuất hợp tác của tập đoàn trong lĩnh vực phát triển các trung tâm dữ liệu AI và hệ sinh thái sản xuất hệ thống máy chủ AI. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị Supermicro và các đối tác liên quan đàm phán lộ trình cụ thể để triển khai các dự án hợp tác, trong đó có các dự án cung cấp giải pháp và phát triển hạ tầng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương, cung cấp giải pháp máy chủ, phát triển các trung tâm dữ liệu AI, phát triển chuỗi cung ứng sản xuất hệ thống máy chủ AI. Thành phố Hồ Chí Minh chọn chủ đề của hội nghị đối thoại năm nay là chuyển đổi công nghiệp, kinh nghiệm phát triển và ưu tiên hợp tác. Điều này xuất phát từ vấn đề thiết yếu và cấp bách đối với thành phố nói riêng và toàn cầu nói chung. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chuyển đổi công nghiệp đã trở thành xu hướng toàn cầu với việc đầu tư vào công nghệ cao và kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt khoảng 1,5 ngàn tỷ USD vào năm 2030. Chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển đổi công nghiệp sâu rộng nơi mà đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trở thành các yếu tố quyết định cho thành công. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi công nghiệp không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp thiết đối với thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị trên toàn thế giới. Trước áp lực kép từ việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội ngày càng khắt khe, chúng ta buộc phải đổi mới và thích ứng. Hành trình chuyển đổi công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh được thúc đẩy bởi cả động lực nội tại và những xu hướng toàn cầu. Thực tế cho thấy hiện tại tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao chỉ chiếm 23% trong tổng GDP của thành phố. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là nâng tỷ trọng này lên 40% vào năm 2030, qua đó không chỉ duy trì sự đóng góp của thành phố vào nền kinh tế quốc gia mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của thành phố trong cả nước và khu vực, duy trì tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Và để làm được điều đó, thành phố Hồ Chí Minh cần phải chuyển đổi từ các ngành công nghiệp truyền thống sang các ngành công nghiệp công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Theo bảng giá công bố hôm nay 24 tháng 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mỗi lượng vàng miếng SJC đã được điều chỉnh tăng dựng đứng 1,5 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể, vàng miếng phiên hôm nay được giao dịch ở mức 81,5 triệu đồng ở chiều mua và bán ra 83,5 triệu đồng mỗi lượng. Tương tự SJC, các doanh nghiệp khác như BNC, DOJI cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tương tự, lên mức 81,5 triệu đồng mua vào và 83,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Đồng thời, vàng nhẫn của SJC cũng được điều chỉnh tăng mạnh 700.000 đồng so với sáng hôm qua, lên mức 79,8 triệu đồng ở chiều mua vào và 81,1 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường thế giới, vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên hôm qua, khi tâm lý thị trường lạc quan sau khi Fed cắt giảm lãi suất vào tuần trước, kết hợp với căng thẳng địa chính trị. Theo đó, giá vàng giao ngay đạt mức 2.634,16 đô la Mỹ một ounce. Israel ngày 23 tháng 9 mở đợt tập kích nhắm vào hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng, trong đó có trẻ nhỏ và phụ nữ, và hơn 1.600 người bị thương. Chưa rõ có bao nhiêu thành viên Hezbollah thương vong, ông Stepan Dujaric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết ông vô cùng quan ngại trước tình hình leo thang và con số thương vong dân thường ở Lebanon. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nêu rõ đã yêu cầu tổ chức các cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Lebanon trong tuần này và kêu gọi tất cả các bên tránh một cuộc xung đột khu vực lớn có thể gây hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người, đặc biệt là dân thường. Trong khi đó, Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, lo ngại đụng độ giữa Israel và Hezbollah sẽ đẩy Trung Đông vào nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện. Chúng ta gần như đang chứng kiến cuộc xung đột toàn diện, nhiều cuộc không kích hơn, nhiều thiệt hại hơn, nhiều nạn nhân hơn. Tổng thống Joe Biden nói khi hội đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang cố gắng xoa dịu tình hình. Nhóm liên tục liên lạc với các đối tác và đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, giúp cho người dân có thể trở về nhà an toàn. Được biết, Hezbollah bắt đầu tăng cường tấn công miền Bắc Israel từ tháng 10 năm 2023 nhằm thể hiện xung đột với nhóm Hamas tại Gaza, khiến Tel Aviv liên tục đáp trả. Giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là thành viên Hezbollah cùng hàng chục binh sĩ Israel và một số dân thường hai nước. Tuy nhiên, hai bên nhìn chung vẫn kiềm chế, tránh để nổ ra xung đột tổng lực. Tình hình leo thang khi giới lãnh đạo Israel chịu áp lực vì hàng chục ngàn cư dân đã sơ tán khỏi khu vực gần biên giới với Lebanon, không thể trở về nhà do mối đe dọa từ Hezbollah. Chính phủ Israel tuần trước khẳng định một trong những mục tiêu chính của họ là giúp cho những cư dân miền Bắc được về nhà an toàn. Trong bài đăng trên Telegram ngày 22 tháng 9, Durov thông báo ứng dụng nhắn tin đã thay đổi điều khoản dịch vụ để ngăn tội phạm lạm dụng. Nền tảng sẽ công khai tất cả dữ liệu người dùng được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật trong báo cáo minh bạch hàng quý. Quyết định này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông bị bắt tại Paris và đối mặt với cáo buộc đồng lõa liên quan đến nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Động thái trên cũng cho thấy sự thay đổi lớn của Telegram, ứng dụng vốn nổi tiếng vì kiểm duyệt lỏng lẻo, không phản hồi yêu cầu gỡ bỏ từ nhiều chính phủ trên thế giới, đồng thời bỏ qua yêu cầu cung cấp thông tin về tội phạm bị tình nghi. Pavel Durov sáng lập Telegram năm 2013 với quan điểm chống lại các quy định của chính phủ trong việc theo dõi người dân và niềm tin rằng mọi người cần một hệ thống nhắn tin mã hóa để giao tiếp. Ông định vị Telegram là nơi trú ẩn cho ngôn luận tự do và an toàn. Tuy nhiên, chính tính năng bảo vệ danh tính giúp tránh sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật, trong khi thiếu kiểm duyệt nội dung. Telegram đã cho phép các nhóm lừa đảo hoạt động, các phần tử cực đoan giao tiếp và tuyển dụng thành viên.